meu mồm. Mày hành trường con đập chết mày luôn. Mày có hành cả anh trường con mày biết tao là ai không? Hả? Nó hỏi luôn anh trường con mày biết tao là ai không? Hả? Mày bảo anh trường con đập chết tao, mày gọi luôn hộ anh trường con mày hộ tao cái nhà anh trường mày làm gì? Mày gọi luôn mày mày biết mày bảo anh trường con mày qua đây nói chuyện với tao này. Để xem anh trường con mày làm gì tao. Mà mày bớ bẩn mày lấy em anh trường con tao bảo mày nói chuyện với tao còn đấy mà mày đang ngồi với anh trường bớ bẩn anh trường con vả mày bớ con mẹ mày mù. Anh trường con. Mày bảo anh Trường mày mấy em anh Trường mày gọi anh Trường mày vào đây. Mày bảo là em đang xử thì anh biết tương cương này này. Mày gọi anh Trường mày vào đây. Xem anh Trường thì mày đúng bẩn anh Trường mày có bả thì mày vỡ con mẹ mày một miếng. Thằng vỡ mày bẩn. Vừa rồi mất bình luận. Ok em ạ, cháu là xem anh xem cái này anh tù anh đập anh không. Anh ấy không thích như này. Những thằng phần đấy mình không nhìn gì. Không phải, nó anh ghét ai mà vào bình luận linh tinh lắm. Anh không thích gì nữa. Biết là cái mạng nó cũng luôn chỉ ảo mà nó mất quan điểm. Tự nhiên phát ngôn tục tẽo ở trên này nó một người xem, mình nói một người mà nghìn người người ta đang xem. Ảnh hưởng đến cả nghìn người. Lên màu luôn là sao nhỉ? Đúng không? Lên luôn này. Ngày xưa anh tẩy rồi mà. Anh tẩy nhuộm màu gì? Anh tẩy lên nhuộm màu bằng chanh, à màu khói. Thời gian là khói. Nhưng mà nó hỏng tóc. Tẩy xong anh thề với em luôn nhá. Sau đấy anh không thích nữa anh như kiểu anh nhuộm đen này ấy. Ngày nào anh phải mất một bốc đồ xả như thế này. Ủa kiếp lắm. Em chịu khó đợi tí nữa. Sau bộ tóc này anh em phải giống người giống ngựa phân biệt ngay. Tí lên kiểu ảnh phân biệt ngay chất lượng hay không. Ủa đây khả năng là tí là live stream tiếp anh em. Bây giờ phải đi một tí. Tí nữa chụp kiểu ảnh anh em thấy đẹp và đẹp mà không đẹp anh em mà không đẹp anh em nhé. Nhưng mà nhắc lại anh em đây là hiện tại là mình đang cắt tóc tại quán 259 Lê Thành. Quán tên này là quán Cú Sệ 3B Shop, 3B Shop. Đấy, đối diện cổng trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp anh em nhá, gần shop Nguyễn Tùng Dương ở 2559 Lê Thành. Cắt tóc vào đây 60k một cái đầu, anh em hiểu chưa? Đấy, anh em nào rảnh thì Nguyễn Tùng Dương chụp ảnh ảnh thấy đẹp, anh em bảo lên bình luận là đẹp. Đến quán 259 ủng hộ em mấy cái. Đấy, em này là tay nghề này, cắt tóc này là ok đấy, cắt cái đường ngắn em bắt này là ok rồi, tôi nghĩ rồi. Anh em ạ. Anh em nào tí mà có nhu cầu làm đẹp ở Hà Nội, nhu cầu làm đẹp thì chỉ tới 60.000 đồng một cái đầu. Anh em đến đây ủng hộ em nó. Nếu cắt được là ủng hộ em, anh ủng hộ. Nếu không được thì thôi anh em đừng.